Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lỗi thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta bước sang ngày đầu tuần Chủ nhật 3 tháng 9 năm 2017, Chủ nhật 22 mùa thường niên 5A. Đoạn tin mừng của chúng ta là Matthew chương 16 từ câu 21 đến câu 27. Chúng ta để ý sẽ thấy đây là đoạn tin mừng nối tiếp ngay với đoạn tin mừng chúng ta nghe trong Chủ nhật tuần trước. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: Còn anh em nói thầy là ai? Thì ông Phêrô đã nhanh miệng mà trả lời ngay: Thưa thầy, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Sau đó thì Chúa Giêsu bắt đầu hé lộ ra cho biết sứ vụ của Ngài là phải lên Jerusalem, có nghĩa là phải chịu bách hại, bị giết chết, rồi sẽ trỗi dậy trong vinh quang. Nhưng mà tiếc là ông Phêrô chỉ chú ý đến cái chỗ thầy của mình sẽ bị giết chết, mà không để ý rằng thầy của mình sẽ trỗi dậy, phục sinh trong vinh quang. Nên vì thương thầy, vì xót xa cho thân phận của thầy, ông mới tìm cách ngăn cản Chúa Giêsu và bị Chúa Giêsu mắng. Chúa Giêsu bảo là tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, tư tưởng của anh là của loài người. Vậy cái bi kịch của con người chúng ta là ở chỗ tư tưởng của chúng ta, của con người nói chung, nó cứ thế nào đó, nó cứ bị so le, bị cập kênh, bị chật khớp, thậm chí là lắm lúc nó trái ngược hẳn lại với tư tưởng của Thiên Chúa. Chúng ta tự hào chúng ta có nền triết học phát triển với những suy tư, những cái tư tưởng của con người càng ngày càng sâu sắc, nhưng mà có khi nó lại đi quá xa so với tư tưởng của Thiên Chúa, và từ đó mà sinh ra những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng, những đổ vỡ trong tương quan của con người với Thiên Chúa và tương quan của con người với nhau, rồi tương quan của con người với môi trường sống, với vũ trụ tạo thành này. Người ta thường cho rằng Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta nhiều quá, toàn là những cái ngược đời. Người ta muốn giàu thì Ngài lại bảo ta hãy nghèo. Người ta muốn mạnh khỏe thì Ngài lại muốn chúng ta trở nên yếu. Người ta muốn kiêu căng, thành đạt một cách phô trương, thì Chúa Giêsu lại muốn chúng ta khiêm tốn, tự hạ. Chúng ta cho rằng tất cả những cái đòi hỏi đó là ngược đời. Nhưng thật ra thì chính con người đang sống ngược với lòng trời. Lòng trời là thế nào? Thiên Chúa muốn yêu thương, con người lại cứ khép lòng lại, từ chối yêu thương, nhường chỗ cho giận dữ, ghen ghét, thù dai, chấp nê tự ái, rồi chia rẽ, rồi phân hóa, rồi kỳ thị. Thiên Chúa muốn hòa bình,
thì con người ta lại cứ muốn tranh giành, so kè, tham lam cướp đoạt, bất công hà khắc, tham nhũng. Rồi từ đó nổ ra những cuộc xung khắc, những nội loạn và những cuộc chiến tranh kinh khủng. Thiên Chúa muốn sự sống thì con người ta lại ích kỷ, chỉ muốn hưởng thụ, muốn cái sự sống nó phục vụ mình, chứ mình không muốn làm triền nở cái sự sống ấy, nên khoanh tay lại, không trao tặng, không hy sinh, không nỗ lực thăng tiến cuộc sống này. Hậu quả là ngừa thai, là phá thai, là ngoại tình, là bạo hành, bạo lực trong gia đình. Rồi chính quyền thì tham nhũng vơ vét, rồi gây ra những ô nhiễm môi trường khủng khiếp. Formosa, rồi những bauxit và biết bao nhiêu những cái ô nhiễm khủng khiếp khác. Nó hủy diệt môi trường mà nó hủy diệt luôn cả con người. Trong mọi sự thì chúng ta thấy, có thể nói gọn lại, Thiên Chúa là chân, là thiện, là mỹ. Nhưng con người lại không chọn cái đường lối chân thiện mỹ ấy, là tư tưởng, là phong cách của Thiên Chúa. Nhưng mà con người lại tự mình lao đầu vào trong bóng tối của dối trá, của độc ác, của xấu xa, đánh mất cái chân, cái thiện, cái mỹ. Thì tất cả những cái dối trá, độc ác và xấu xa đó nó tràn vào ngay. Lòng trời, ý trời, tình trời, cái mong muốn của Thiên Chúa là cho con người chúng ta được sống hạnh phúc. Nhưng thế gian đã đáp trả lại Thiên Chúa bằng cách giết chết Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thấy rõ cái điều đó. Ngài đến để ném lửa yêu thương vào trong thế gian, nhưng trả lại thì thế gian lại giết chết Chúa Giêsu. Con người tưởng mình đã có thể bằng quyền lực của mình mà thu tóm được cả thế giới. Không ngờ, đúng như Chúa Giêsu nói, con người lại đánh mất chính mạng sống của mình. Được lời lãi thế gian mà làm gì khi đánh mất chính mạng sống của mình? Con người mất tất cả và còn bị luận phạt vì chính những cái sống, cái lối sống ngược với ý trời, ngược với lòng trời. Tôi không nhớ là đã có lần nào chia sẻ với anh chị em không, nhưng mà với bối cảnh của lời hằng sống ngày hôm nay, tôi thấy lại rất là cần được nhắc lại, được lập lại một lần nữa những con số biết khóc. Nó nói lên cái khung cảnh, cái bầu khí, cái thế giới mà chúng ta đang sống. Cái thế giới chạy theo tư tưởng của con người mà bất chấp tư tưởng của Thiên Chúa. Chạy theo ý riêng của mình mà phủ nhận tấm lòng của Thiên Chúa. Những con số biết khóc. Mỗi giây trên thế giới trôi qua, có hai người nhắm mắt lìa trần. Trong một giây đó, cuộc sống lại vẫn tiếp diễn. Có bốn em bé chào đời thì lại có hai thai nhi bị phá bỏ. Có một cặp kết hôn thì lại có hơn một cặp ly dị. Có 760 lít rượu tuôn tràn chỉ trong một giây trên thế giới. Và có 23.000 kilo CO2, 23 tấn khí thải độc hại tràn vào trong khí quyển. Riêng ở Việt Nam thì mỗi ngày trong cả nước có 205 người chết vì ung thư, 150 người chết vì tiểu đường, 109 người chết vì tự tử, 100 người chết vì thuốc lá, 72 người chết vì tai nạn giao thông, 30 người chết đuối, 25 người chết vì nhậu nhẹt rượu bia, 5 người chết vì ma túy.
chỉ trong một dịp Tết của năm 2016 năm ngoái, mà có 2.000 người do rượu vào lời ra, lao vào đâm chém nhau, khiến cho 315 người thiệt mạng. Như vậy, mỗi năm ở Việt Nam có 650.000 người đã chết vì mọi lý do, trong đó hơn nửa triệu người chết vì các bệnh tật, có 3 triệu ca phá thai. Các bệnh nhân ngày càng trẻ tuổi hơn với bệnh lý tim mạch do lười vận động, lạm dụng rượu bia và hút thuốc lá, ăn uống bừa bãi. Số bệnh nhân từ 25 đến 40 tuổi mang bệnh tim mạch ngày càng tăng. Nhiều người dưới 40 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim. Việt Nam xếp hạng thứ 2 trên thế giới về tỷ lệ ung thư và thứ nhất về phá thai. Xin Chúa cho chúng con đã học biết được tư tưởng của Thiên Chúa, đã khám phá được tấm lòng mà Thiên Chúa dành cho con người. Xin cho chúng con đừng bao giờ buông mình theo những sự dối trá, độc ác và xấu xa. Ngược lại, chúng con xin đi sâu hơn nữa vào lòng trời, nhận lấy lòng trời làm tấm lòng của mình, và từ đó mà yêu thương như là lẽ sống trong cuộc đời của mình. Amen.